Chào các bạn, hôm nay trong video clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bao gồm ly khủng long đến từ thương hiệu Victor. Thì đây là một dòng có thể nói là dòng high-end vào thời điểm bây giờ, thời điểm ra mắt năm 1977, nó có mức giá lên đến 105.000 yên. Thì các bạn thử so sánh dòng Pioneer SA7800 hay là mã cũng ra đời vào năm 1977-78 đó, thì mức giá nó chỉ 60 mấy ngàn yên thôi. Còn Victor này mức giá lại gấp đôi rồi, chứng tỏ đây là một dòng rất là high end thời điểm bây giờ, có thể bằng cả một gia tài những người thu nhập bình thường bên Nhật Bản lúc đó. Victor M3030 được, như mình nói, được ra đời năm 1977. Nó có chiều ngang là 42, chiều sâu là 30, chiều cao là 16. Các bạn có thể thấy đây là một cái thiết kế rất là đặc biệt, nó thiết kế gọi là thiết kế trần, nó không có nắp. Phía trước là một cái dải tản nhiệt, mình đang mở điện là nha các bạn. Vì vậy nó được cách điện hết rồi, rất là an toàn. Một cái lớp tản nhiệt để tản nhiệt cho cái hệ thống vận hành này, nó mấy con sò sát ở phía bên hông này và những hệ thống tụ trong này. Chúng ta có thể thấy nó có đến hai cục tản phô nguồn rất là lớn. Tản phô này to bằng cả bàn tay luôn. Và cái ở giữa này thì các bạn đừng có nhầm, nó không phải là tản phô nhé, nó chỉ là một cái nắp sắt để nó che những cái con tụ. Tụ trong này cũng có thể to bằng cả cổ tay lận, rất là lớn. Phía trước nó màu đen ghi chữ Victor M3030, một cái đèn nguồn chỉ đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta quan sát thêm phía sau nó có những gì nhé. Bây giờ chúng ta quan sát phía sau nhé. Phía sau là chỗ gắn dây loa và chỗ gắn cái tín hiệu AV và cái nút để chúng ta chỉnh tín hiệu left right. Vì đó là một power play nên chúng ta không có, chỉ có chỉnh left right thôi, lớn nhỏ cho từng loa thôi. Chúng ta muốn chỉnh bass crest, chúng ta muốn chỉnh low neck hay gì nữa thì chúng ta sẽ cần có một cái re. Những ai những giới mùa điệu thì người ta thường thích chơi như vậy hơn, không có chỉnh bass crest, chỉ bass crest chỉ ở mức cân bằng, thì chúng ta nên chơi qua power play, chỉ đơn giản như vậy, gắn ra loa kết nối đầu đĩa và hát thôi. Còn nếu chúng ta muốn có chỉnh lớn nhỏ, chỉnh bass crest và chỉnh các chức năng khác thì chúng ta nên chơi qua re. Đánh giá chất âm của Victor M3030, hôm nay mình sẽ ghép với nó đơn thuần là vậy, không qua re. Thì cá nhân mình nghe thì âm bass nó thì rất là mượt, rất là tốt, không quá mạnh nhưng mà cũng không yếu, vừa phải. Tiếng rét thì rất là tuyệt vời. Mình ghép với cặp loa JBL 4408 và cái bao này chỉ có mức giá 8.500.000 nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nghe.
chiều chiều, chiều chiều trong về biển khu, lòng căm hờn loạn quân thù. Ơi à, à ơi, ơi à, chiều nay lối về đất mẹ là đây. Rồi, như vậy là mình hoàn thành xong bài test Bauer khủng long Victor M3030, một dòng high-end. Nên lúc nãy mình quên nhắc đến công suất của cái Bauer này, công suất nó là 250W. Nếu đánh loa 8 ohm và nó sẽ lên đến 550W. Nếu chúng ta chơi loa 4 ohm nha các bạn. Liên hệ số điện thoại trên nếu các bạn có nhu cầu. Và nhớ bấm nút like và chia sẻ để cùng ủng hộ mình, cũng như đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhắc đến từ Nguyên Hồng Audio nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.